Hi, xin chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục với My Rapid Salmon ha. Hôm qua thì mình đã có được đó chính là con Giratina với hai quả đít bone và mình đã gần như là rất là may mắn và đã sở hữu được em đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Pokemon. Wait, hình như con kia là con boss phải không nhỉ? Chính xác là như vậy, một con boss Camerup. Con này hình như là đang dạng shiny phải không ta? Nó nhìn nó như cái núi lửa vậy. À không phải. Con này thì mình thấy rất là nhiều và con này hình như là đang trong dạng mega của nó thì phải. À, đó chính là chiêu Water Shuriken mà các bạn hay nói. Ghê nhờ. Ôi vẫn còn sống. Wow, tại vì con này hệ lửa thôi. Được một cục kẹo. Cái này mình có mấy cái luôn rồi đó. Đâu, để mình coi mình có mấy cái rồi. Đấy, cái này là cái thứ ba rồi, không biết cái này dùng để làm gì hết. Và một cục kẹo cất vô. Thì ở đây thì mình đi chuyên đề đi săn boss, chủ yếu là để dành kiếm kẹo, để dành cho những con Pokemon mà mình thích. Mình đã có được con đây là nó change form rồi. Khi mình bỏ cục đá này vô thì nó auto, nó biến thành cái form kia. Đấy, nó biến rất là nhanh, các bạn thấy không? Bỏ ra đi, cái form này là form ở ngoài rồi mà. À, form này đẹp như là trong óc của mình. Ê, mày đứng im được không? Trong đây thì hơi khó một cái là mình muốn nó đứng im thì nó không có được. Thì mỗi lần đi, mình đi mình chúc nhích là một cái là nó phải đi theo. Này, thử con này còn mạnh không? Đi thử kiếm bot ở xung quanh đây thử xem như thế nào. Giratina. Cái này mình thích hơn là cái dạng kia nó bay dữ quá. Cái dạng kia dường như là nó không có đậu được dưới đất đó các bạn. Cái dạng này thì nó đa phần là nó bay, nó đậu được, nó đi được và nó bay được. Rất là thích. Để coi thử cái animation cái chân nó đi như thế nào. Con sao vậy trời. Wow. Giống ha, giống trong phim nha. Như góc này thì mình hơi khó để nhìn, chứ góc này bay thì mình cảm giác là ok rồi. Chúng ta đi săn những con boss cho nó coi nào. Để mình qua cái khu vực bên kia. Cái khu vực mà boss mình hay luyện cấp á. Mình đang ở đâu trời? Ở vùng bên đây. Ok, hay là cứ đi thẳng về phía trước đi ta. Có ông già nè. Thế nào nhỉ? God Destiny Bone 60 slash God Scared Fight Dragon Hex Shadow Glow là cái móng móng tối hả? Con này nó hợp với những kiểu gì ta? Con này là God với lại Dragon. God với lại Dragon. Dragon Breed. Mà những mô nó đang có là mô gì? Shadow Fog 120. Trời ơi. Shadow Snake hả? Shadow Snake. Ơi, đổi kêu Ancient Power. Đổi kêu Ancient Power nè. Cái chiêu này cùi lắm. 60 mà 100 á các bạn, kia nó không có mạnh. Ê lộn con rồi. Mình sẽ lấy là Shadow Cloud đi ha.
đổi với chiêu này. Rồi bridge. Cái này là when this move is, khi mà cái chiêu này sử dụng thì nó sẽ, ủa, Deathlander knock out hay là knock out sao ta? Sẽ knock out đối phương hả? Một kỹ năng roll mu lại coi kỹ năng kỹ coi. Shadow Sneak này cùi thế mọi được. Có 40 power các bạn. Có 40 power không mạnh lắm. Mình sẽ đổi chiêu đó. Lấy cây búp đi nhờ. Thử coi cái chiêu này Destiny bên nữa coi. Bồn cái hồ Destiny hả? Special. Một con boss sadly ai ôi dài mất rồi. Mình sẽ thử coi nào. Tàu quá. À, cái này giống như là nó tạo được cái lỗ nên nó núp hả ta? Cái chi đấy enable này mình chưa biết lắm. À, cái kiểu như là trong cái thế giới nó tạo ra cái hồ cho mình như là cái gương á nhờ. Cái chi đó thì không biết lắm. Pichu bụp. Trời ơi, con này. Ôi, hồi nãy giờ mới để ý nha các bạn là con này nó trâu ghê thiệt chứ. Nó level 70 mà máu 311 luôn. Ôi, ghê hả? Sao mà cái HP nó trâu dữ vậy ta? Chắc thì đỏ không phải. Hồng, mình không bắt mấy con chim nữa đâu. Ok, chúng ta đi tiếp nào. Mình đi qua vùng đất mới để mình xem coi có cái tượng đài của cái con Montreal với lại con Anticoon không. Với lại sẽ có cái game mới, mình thấy cái game cỏ bên kia rồi mình thôi mình để dành cái chỗ đó đi. Mình sẽ đi qua cái vùng đất mới xem nó mở ra được những gì nào. Hôm nay sẽ đi du lịch cùng Giratina. Và trong đây hình như là con Diaga nó vẫn có khả năng hình như là bay được phải không các bạn? Mình nhớ là trong phim nó bay được mà. Chứ ở đây thì mình không biết tại vì trong ARK mình làm nó không có bay được. Cho mình một chút may mắn mình có thể tìm được một quả Master Ball không nhỉ? Ôi bên này núi lửa nhìn ghê quá. Cái đây là HME Hill rồi. Cái trên đây mình ở trên đây nhiều thì mình có thể gặp con Rayquaza đấy các bạn. Con này bắt đầu nó lắc lắc rồi ta. Mình sẽ đổi form cho nó. Ôi. Ôi chắc kỳ vậy. Cái dày luôn hả? Ây da. Chỗ này bị gì vậy ta? Chứ lúc mình đi đi không được ta. Con Giratina để cái dạng này thì à đúng rồi coi hơi cái dạng này. Cái dạng này của nó máu bao nhiêu ta? Ôi tại cái trời không à. Máu của nó bao nhiêu vậy trời? Cũng 311 luôn các bạn. Cái dạng này to quá và nó hơi bị giật. Thế mình thấy là vừa to và hơi bị giật đó các bạn. Cái dạng này thì nó ghê thật á, mạnh thật á. Nhưng mà mình cảm thấy là nó hơi hơi không được hay lắm.
thật chứ. Chấp đây dạng này nó không tốt rồi. Dạng này mình thấy nó không hợp với nó lắm. Trời ba, tập dục mày luôn nè. Ăn cái lượng mày trong Master Ball mà lượng mày miết à. Đi Mew Chu là best nhất. Ủa con này dưới sông nhìn đẹp quá. Nó bay trên sông luôn ta. Không được. Sao bay nó bắt đầu nó giật. Nó lao bực qua tới lúc là giật vái tèo. Ở trên đây phần phía đồi, phía má bên này nó không có cái gì nữa hả ta? Mình đi qua phía dưới này là mình đứng đó nè. Cái mình đi qua khúc này là mình chưa đi, trong công nhận là map trong Minecraft nó bự ghê thiệt chứ. Đi không biết bao giờ là điểm cuối luôn. Điểm cuối sẽ là bờ suối. Trong rừng thì có gì nào? Wow, một cái làng. Rồi, vậy là chắc chắn sẽ có cái ghim rồi các bạn. Ê, mình vừa thấy cái sẹt đỏ. Từ từ coi nào. Hướng này hả? Từ từ, đợi mình qua đây chút đã. Một cái sẹt đỏ như là có một con Legion ấy. Đâu có thông báo đâu. Hay là chỉ là quả này thôi. Ở dưới đây à? Trời. Ôi sao mà này toàn là mấy cái này không nghỉ trời. Hết cái choi rồi tới cái mút. Cúc luôn. Mình không cần. Mình qua cái làng này coi. Ơi. Ui tira đây ta kìa. Rồi mình vừa thấy nó xuất hiện nó đi luôn đó nha. Vô làng vậy. Một cái làng ở trong khu rừng các bạn ạ. Có gì hết. Có bán cái gì nào? Wow, ở đây nó có bán quả Lucy Ball nữa nè. Mình mua ít cái này đi. Mình được 30 cái rồi. Đó. Hyper Ball cũng được 1200 máu đúng không? Ấy là 120 máu. Cái này Energy hình như cũng được bao nhiêu. Để mình coi thử coi. 120 máu thì khá là ít. Bán với giá 1200. Cái này thì item bỏ vô. Cái này là cái sọt rác. À, nên mua không ta? Mua 10 bình đi. Thôi 20 sẵn tiện không mua 30 bình luôn. Ai hết tiền. Nghèo. Đó, nhân sâm cổ đại. Ủa sao này nó không stick với nhau được ta? Ờ này nó stick cái mình kéo ra nó hết luôn rồi. Đá này của con Giratina nè. Chữ của nó. Chết rồi, ngu quá dục ra là giờ nó hết dính nhau luôn rồi. À, tự nhiên ngu tách ra thành IO làm cái gì vậy ta? Cái khu bên đây không có ghim ta, cái khu rừng to như này mà không có ghim nhờ. Một cái
Làng ở trong một cái rừng, thường mình nhớ là đại diện ở đó thường có một cái gym của một cái làng lắm mà. Những nơi xa như thế này thì mình nên đánh một cái là mình đi luôn. À, mình đang đi tới đâu rồi? Khúc dưới đây rồi đúng không? À, đi xuống dưới đây, mình đi mở bán đồ. Cái cửa cái dạng con này nhìn thích hơn là con kia nó khó nhìn quá à. Đây một cái Master Chess. Nay là mình chán được Master Chess lắm rồi. Các bạn biết sao không? Vì lượm nó chẳng bao giờ ra được cái gì hết. Cái trái này trái gì ta? Né ra. Né ra coi. Cho mày vô luôn. Toxic. Thôi cái này, à quên, cái này đem về bán giá ngon này, nãy mình ngu ghê. Mình không có bán nó. Ở nhà mình cũng có cái đĩa, cái đĩa tôi xách bán mắc tiền lắm á. Eo ơi, ở đây là không có gì hết luôn á. Ở đây là tay ga rồi. Shadow Cloud nè. Đi vô rừng là quýnh thôi hả? Ôi, đơn giản vậy hả? Không phải trái berry mình cần. Trong rừng nó có ra những con... Ở tay kia là ra những con gì ta, quên rồi ta. Mình không kiếm được cái làng nào nữa. Cho con Giratina thể hiện. Ở đây là cũng là nơi những con Legion hạng khủng mà xuất hiện nè. Một con boss Manatrix. Ok thì mình sẽ đánh nó. Ôi mà nhìn nó đây, nhìn nó đẹp vậy trời. Ôi con boss Manatrix nhìn đẹp quá. Ủa cái này là Mega đúng không nhờ? Đúng rồi, đây là dạng Mega của nó. Nhìn đẹp quá. Công nhận con này con Giratina trâu thiệt chứ. Mình đang... Ủa? Ờ, con này nó fork cho con kia out luôn. Hay nha. Tạo cái hố gì coi. Giratina thì đam không to lắm mà nhưng được cái là trâu. Ôi sao quýnh chim mà loạn xì ngầu hết rồi trời, 120 luôn mà quýnh này không có xì nhê lắm. Nó bắt đầu thấm rồi đấy. Trời, cái con Manatrix này khó chịu nha. Mình quýnh nó là nó đẩy ra không à. Sẽ đổi con khác. Ôi trời ơi, Renegade đập một cái xỉu luôn. Thế thì mình chơi Rayquaza vậy. Đùa à? Trời, mạnh gì chơi. À, bị dính điện rồi. Tiêu thiệt chứ. Đây là sẽ đập nó nhanh nè. Biết ngay mà. Ơi, chưa chết luôn hả?
Được cái Scotland, trời ơi, đánh quá trời luôn mà được cái đồ kìa. Thôi được rồi, hôm nay lại về nhà săn săn trong bộ ba sáng tạo đi. Mình đi mở làng mà chưa có thấy một cái làng nào mới cả. Chúng ta lại trở về đền boss vậy. Ôi, cái con Livita. Con này là tiến hóa 2 của con Tyranita. Quýnh con này được đồ rất là ngon luôn. Một là kim cương, hai là những cái thứ đồ rất là đã nha. Con này là Bubita. Tên của mấy con này mình nhớ không hết nổi luôn á. Rồi một cái đi luôn rồi. Đấy, trong người nó lúc nào cũng có đồ rất là ngon nha. Chùm luôn á. Ở HM Hill cũng rất là nhiều toàn là á thần không à. Ở võ sĩ này tự tìm tới mình luôn. Mew hơi bị yếu ở đây nha, không thể hiện tốt được. Ui, mấy cái vành đai focus gì đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm, đó chính là quýnh bại con Giratina ở chỗ này thì sẽ như thế nào ha. Sẽ cho một con này, cho cái con Giratina của mình quýnh với lại con Giratina trong cái đền boss, thì khi con boss bị giết thì nó sẽ rơi ra những gì ở trong đây. Boss nó cứ ra và nó biến hoài ta. Ok, đầu tiên là mình sẽ tiêu cái của máy hủy diệt. Sau đó sẽ đặt cái viên đá của con Giratina vào trong đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đánh với cùng Legendary Giratina ở chỗ này thì xem hai Giratina sẽ quýnh nhau như thế nào. Vậy con này tôi nghĩ mày nên rút lui để Giratina này mình sẽ đánh bại. Pokemon mình sẽ đổi Giratina level 70 của mình ra. Ây da, mình quên bỏ cái viên kia. Dạng phong đất và vỏ phong bay. Ua, mạnh chứ, trời, nó chiêu chơi chiêu Ascend Power là chiêu cổ đại mà năng lượng cổ đại mà không có hợp với con này. Ơi các bạn ơi, các bạn thấy gì không? Con Diarkia nó spawn ở Esmen Hill kìa. Ơi sao mình mỗi lần mình quýnh boss. Wow! Nó có rớt nè các bạn. Anh này xuất hiện. Ui, nó rớt một viên nữa này, tại vì mình có một viên sẵn ra, mình làm thêm một viên nữa thì nó quýnh nó vẫn rớt ra cái cơ hội ra cái viên đó nha. Hay nha. Vậy là mình có thể quýnh bại nó rớt ra được cái viên đó. Ok, hay. Mình sẽ bắt con này. Tham bên vẫn còn, may quá tưởng hết rồi chứ. Ê, đâu rồi? Ôi trời, này nó chơi hắc não vậy. Pokemon mình phải cho con trùm đi săn boss ra. Trùm săn boss là Skeptor. Đổi Mew, Mew sẽ qua bên đây đứng đi mày. Ok. Trùm săn boss của mình là Skeptor. Bum. Chạy đi. Con này học qua giờ xuất hiện ở đây hai lần rồi đấy. Ôi, hết máu rồi. Lại nha. Đây là tướng chùm săn boss của mình. Bam. Chơi nào ta?
Đầu tiên chơi này trước đi. Ui ơi. Ôi may quá. Yes, 1 chấm máu. Khoát HP. Ui, chân xăm hồi máu nhiều quá. Đi ăn kia hả? Đi ăn cay. Đi ăn ke. Thôi luôn, xong. Wow, nó quýnh đâu rồi trời. Quýnh mạnh ghê á. Hai đập bay luôn. Đây, con này đang trong dạng chiến đấu rồi. Cái sừng dạng chiến đấu rồi. Yes. Khá đơn giản. Ê, cái gì vậy? Giga Impact hả? Là một kia cũng khá là mạnh. Lightstream là chiêu bảo vệ nó. Redux là cản cái lượng đam từ Special Cloud Combat 120, cái này 150. Ôi, mình đổi đi. Ê, cái gì vậy? Ok, dù gì thì bắt nó thì mình vẫn là chịu hồi đời lại. Vẫn là một cái viên này và một viên Lotus. Cái gì vậy? Ông tướng. Lì. Ok rồi, chúng ta sẽ đi vào đây tiếp tục quýnh với lại. Cục này sẽ là con gì đây? Bật hộp quẹt vô. Bấm. Màu đỏ. Một cam cam. Trời ơi, hồi nãy giờ mình bị quên là mình đang quay. Mình tưởng mình đang quay chứ. Mình quên mở cái máy quay lên. Thành ra là nãy giờ mình ngồi mình đọc thoại mà. Một mình. What the hell thiệt chứ. Rồi, như nói lại là thôi thì back lại thì Con DNK là mình bắt được hồi nãy. Nó nhìn trên đầu của nó dường như một miếng pha lê. Vậy hình như một miếng kim cương ấy. Rất là đẹp luôn á. Hình như con này hình có dạng Mega phải không ta? Không biết có không nhỉ? Dian hả? Để mình coi ở trong đây coi có cái gì không? À. Yeah. Vậy là có Mega của em này. Có Mega của em này. Hay lắm. Được rồi, để sau mình cho lên Mega luôn. Ý mà còn cái con Bankia này hình như mình thấy là theo mình thấy là cái nó có cầm hòn đá hay không cầm hòn đá cũng vậy đúng không? Này nó cầm hòn đá cũng vậy và không cầm cũng vậy. Con này thì bỏ hòn đá vậy là chuyển form. Đấy, Bankia rất là đỉnh luôn. Đây là bộ 3 sáng tạo, mình đã có đủ bộ 2 rồi. Thì tập sau mình sẽ bắt luôn một thành cho thành bộ 3. Và hình như cái ông nội này là ban đêm là ống màu hồng hay sao, ban ngày là ống màu xanh. Boss mà mình ở đây mình đợi boss ra mà gần như là không có tên boss nào dám ra ở đây với mình luôn. Mà đặc biệt là trong bộ 3 sáng tạo là em nào cũng biết bay hết. Trong mỗi ARK của mình là chỉ có đúng em Giratina mới bay được thôi. Và thôi chắc là video hôm nay mình quay tới đây. Nếu các bạn thấy thích video này đừng quên để lại like, subscribe cho mình nhé. Và bye bye mọi người nhé.